Vừa rồi chị có nghe một cái câu chuyện dốc hết tiền ra, vay cả tiền gia đình đẻ, nhà đẻ, vay 2 tỷ để mở một cái xưởng xưởng gỗ à? Cái xưởng gì? Cái xưởng nội thất à? Đại khái để chung tiền vào mở chung với chồng mở một cái xưởng. Thế rồi đến khi mà chồng làm ăn được thì chồng mới đi cặp bồ. Ở đây thì chị không nói đến vấn đề tiêu cực rằng là đừng đầu tư cho chồng. Ở đây thì ai vậy thôi, đã xác định là vợ chồng thì sẽ phải chung lưng đấu cật. Vì bản thân chị cũng là người đã từng trải qua cái giai đoạn đấy. Thế tuy nhiên thì ở đây là gì, dù như thế nào thì như cũng nên phải giữ lại một cái cho riêng mình. Và đặc biệt là về phía mà bên đằng nhà đẻ nhà mình đã không giúp bố mẹ được cái gì thì thôi, đừng lấy của bố mẹ làm gì. Vì mình khi mà mình trưởng thành rồi, khi mình lấy chồng rồi, mình có con rồi, là mình phải tự quyết định cho cuộc đời của mình rồi. Cái quan điểm của chị khi mà chị 18 tuổi, bố mẹ chỉ có trách nhiệm nuôi mình đến năm 18 tuổi thôi. Sau 18 tuổi ấy, thì mình phải tự lo cuộc đời của mình. Để đến khi bố mẹ về già, mình còn là cái cây gậy ba toang cho bố mẹ lúc về già. Và còn là vạch xuất phát của các con, vạch xuất phát của các con mình khi bước vào đời. Thế thì chị rất là thích những bạn khao khát làm giàu, khao khát phát triển bản thân. Và chỉ cần làm sao chúng ta ngày hôm nay chỉ cần tốt hơn của chúng ta ngày hôm qua 1% thôi là đủ. Chị rất là thương những bạn mà cứ suốt ngày mà cắm đầu cắm cổ vào cơm nước nước gia đình, thì xong rồi tuổi xuân nó trôi qua nhanh lắm. Đừng để tuổi xuân của mình nó phai nhạt, nó phai nhòa đi, nó đánh mất đi ở trong căn bếp, trong xó nhà, trong góc nhà. Mình là người phụ nữ của thời kỳ hiện đại, đàn ông kiếm tiền được thì mình cũng kiếm tiền được. Tuy nhiên thì phụ nữ khác ở đàn ông một cái là gì? Đàn ông có thể chỉ cần kiếm được tiền, mang tiền về thôi thì anh là trụ cột gia đình rồi, anh là chuẩn men rồi, anh là thế này thế kia rồi. Thế nhưng đàn bà không những biết kiếm tiền, lại còn phải biết trông con, lại còn phải biết phải cố gắng xinh đẹp, lại còn phải biết chiều chuộng chồng, rồi là yêu thương gia đình nhà chồng. Nói chung đàn bà thì thiệt thật trăm đường rồi, sinh ra là kiếp đàn bà đã thiệt trăm đường rồi. Cho nên là bản thân mình mà không tự quyết định cuộc đời của mình, tương lai của các con mình thì đừng chờ ai quyết định hộ cả. Không ai nắm tay ai từ sáng đến tối được. Và mưa đến đâu thì mát mặt đến đấy thôi. Tu 9 kiếp 10 đời thì mới gặp được một người chồng hoàn hảo. Chứ còn thực sự ra thì 10 gia đình, chị không phải tiêu cực, nhưng mà 10 gia đình thì thử hỏi được bao nhiêu gia đình hoàn hảo. Và đừng bắt phụ nữ phải chịu đựng. Bắt phụ nữ phải chịu đựng đó là một cái điều vô cùng dã man. Đúc kết ra ở đây là gì? Có thể có những bạn được chồng yêu, chồng chiều, hàng tháng chồng cho khoản này khoản kia đi làm đẹp, khoản này khoản kia cho gia đình, khoản này khoản kia giúp đỡ gia đình nhà vợ, nhưng ít lắm. Thử hỏi có mấy ai? Kể cả là có được như vậy thì người ta cũng sẽ gieo luôn vào cái đầu là con này mày rời tao ra ấy, sẽ thế này sẽ thế kia. Nhiều rồi, có nhiều trường hợp rồi. Bản thân chị đâu phải là xuất phát điểm là chị là có tiền đâu. Mọi người xem cái video trước của chị, xuất phát điểm chị đâu có hề có tiền đâu. Chị cũng đã từng là một người đàn bà ở nhà chồng nuôi. Chị đã từng như vậy. Và đặc biệt như chị là đứa rất là ghê gớm nha. Chứ còn các bạn ví dụ như là hiền lành ấy thì còn thiệt thòi nữa. Chị là ghê gớm ở đây là gì? Thời gian mà chị ở nhà chồng nuôi ấy, thì là chồng đi làm bao tiền về là chị tịch thu hết. Đi đâu bảo chị đưa tiền cho. Nhưng các bạn có liệu mấy bạn làm được như chị đâu, đúng không? Chị tịch thu hết mặc dù gọi là ở nhà chồng nuôi đấy, nhưng mình vẫn có các mối quan hệ ghép công việc vào với chồng. Vì bản chất là chồng đầu của chị thì là anh em chơi với nhau. Và chồng đầu chị thì có mối quan hệ xã hội thì chị cũng không kém phần. Cho nên ghép công ghép việc vào để cho chồng xử lý. Và mình gọi chung mình ở nhà mình quan sát thôi, mình không phải lao ra đường. Thì đấy là cái thời điểm mà chị cảm thấy rằng là chị đỡ nặng đầu nhất. Chị đỡ nặng đầu. Thế nhưng mà bù lại thì là gì? Tao đang đi tiếp khách thì mày không được phép gọi. Lần một lần hai đến khi mà cái linh cảm phụ nữ mình tốt lắm. Đến khi chị đéo hiểu kiểu gì tiếp khách cái giờ này chưa về, chị phi lên. Thì đó là chị bắt được cái cảnh mà gian gian xíu xíu mập mờ đấy. Chị không nhịn, chị không như những người phụ nữ khác, chị không nhịn đâu. Chị nhảy vào chị đánh luôn. Chị không bao giờ chị đánh, có thói quen đánh các bạn nữ. Vì làm sao? Người ta chả có tội gì cả. Người đàn ông của mình mà vớ vẩn thì đấy, chị chỉ có thói quen. Thế chị nhảy vào chị bêm luôn. Thế rồi về một thời gian sau thì có công có việc, xảy ra khủng hoảng rồi vỡ nợ rồi thực sự. Vợ chồng mà cơm không lành canh không ngọt thì đó là mất phước báu của gia đình. Thế cho nên ở đây không cổ suý cho mọi người là đào sâu cho đào bới câu chuyện của vợ chồng. Mà thôi đàn bà thì cứ ngu đi một tí cũng được, giữ lửa gia đình. Thế nhưng mà gì, cái sự nghiệp thì mình phải riêng, mình phải có, mình phải kiếm được tiền. Mình phải kiếm được tiền chứ mình không có để phụ thuộc vào bất kỳ một người đàn ông nào cả. Cuộc đời của mình mà mình còn phải phụ thuộc vào người ta thì làm sao mà mình có tiếng nói. Thực ra ban đầu khởi nghiệp thì ai cũng vất thôi, ai cũng vất vả. Chính vì chị đã khởi nghiệp rất là vất vả rồi, chị khởi nghiệp rất là vất vả thì rất là quý, rất là yêu mến những bạn mà có tinh thần khởi nghiệp.
Ví dụ như tối đêm ngày hôm qua khi mà đi lễ về thì chị đã rất là mệt, để sáng nay 6 giờ sáng mình còn dậy, mình còn công việc ấy, thì mặc dù rất là mệt thế nhưng mà có nhận được một cái tin nhắn của một người mẹ đơn thân đang gặp một cái gọi như là khủng hoảng, gặp một cái khủng hoảng về vấn đề về con. Thế thì chị chỉ hỏi bạn một câu rằng là nếu em khó khăn như vậy thì con em thế nào rồi, con em ở với ai? Chị ơi, chị dù có như thế nào, em có phải làm gì, em phải đánh đổi bằng mọi giá, em cũng vẫn sẽ phải giữ con ở bên mình, em sẽ phải nuôi con em để con em không thiếu thốn gì. Chị mới bảo chị ủng hộ em, cái suy nghĩ đấy của em chị rất thích, và chị sẽ hỗ trợ cho em. Và đầu tiên em hãy định, em hãy viết ra một tờ giấy cho chị những cái mục như sau. Thứ nhất, tôi là ai? Thứ hai, tôi đang có gì? Thứ ba, tôi cần gì? Thứ tư, tôi sẽ phải làm gì để đạt được cái tôi cần? Hãy đặt ra một cái mục tiêu ngắn hạn thôi. Ví dụ như là đấy, bạn ấy bảo rằng là em chỉ cần tiền bây giờ để em đủ lo cuộc sống cho hai mẹ con em. Chị mới bảo rằng là ok, chị cho em làm cho chị 4 gạch đầu dòng đấy. Nhìn thì đơn giản thôi nhưng nó không hề đơn giản đâu. 4 gạch đầu dòng nó thay đổi cả một cuộc đời của chị đấy. Cho nên em hãy liệt kê ra. Khi em liệt kê xong rồi thì ngày hôm nay sau 10 giờ tối chị sẽ dành cho em 1 tiếng nói chuyện điện thoại, hay còn gọi là coaching 1-1 đấy, để định hướng cho bạn ấy về cách kinh doanh. Chị thì rất là ủng hộ những bạn có đam mê về kinh doanh, và chị có hỗ trợ cho bạn đấy rằng là gì, bạn ấy sẽ không cần phải bỏ vốn ra, bạn ấy sẽ được chị hỗ trợ cho lòng cộng tác, bạn không cần phải bỏ tiền ôm hàng, bạn vẫn có thể bán được hàng, vẫn có tiền để nuôi con. Mục tiêu ban đầu của bạn ấy bây giờ là chỉ cần có 10 triệu một tháng để đủ lo cho con thôi. Đấy, cái câu chuyện này chị kể ra là để làm gì, để cho tất cả mọi người hãy nỗ lực lên, đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi không làm được, rồi nghĩ rằng yếu tố may mắn. Thực ra nếu như trong một sự việc, một câu chuyện hay một công việc mà mình đã làm hết sức rồi, mình phải làm hết sức. Còn khi mình đã làm hết sức rồi mà không thành công thì đấy là tôi đã hết sức rồi, không có gì để ân hận cả. Chị rất là khuyến khích những bạn muốn được thay đổi. Ở đây thì chị không kêu gọi các bạn trẻ khởi nghiệp nha. Chị không kêu gọi các bạn trẻ khởi nghiệp, vì các bạn trẻ khởi nghiệp thì các bạn vẫn còn nhiều hoài bão, nhiều đam mê, và các bạn ý nó sẽ không cố định, vì bản thân chị đã trải qua cái tuổi đấy rồi, sẽ không cố định ở một cái công việc nào cả. Thế thì cái mình chị muốn ở đây là gì? Chị muốn giơ tay ra, muốn hỗ trợ và muốn kết hợp, hay là muốn tạo dựng một cộng đồng. Tất cả đều là những bà mẹ bỉm sữa, đều là những single mom, là những bà mẹ bỉm sữa và nỗ lực và khao khát muốn thay đổi mình. Đó.